Cộng sản Việt Nam và Nhật Bản tập trận hải quân vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 6, Hải quân Cộng sản Việt Nam và lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam Việt Nam. Cuộc tập trận bao gồm diễn tập chiến thuật, diễn tập tìm kiếm cấp cứu và huấn luyện liên lạc. Mục đích của cuộc tập trận song phương này là để cải thiện khả năng chiến thuật của Hải quân và cả hai bên về tăng cường quan hệ đối tác song phương. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận được tổ chức tại hải cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là một nơi có tầm quan trọng chiến lược. Trong chuyến thăm ngắn hạn này, các nhân viên Hải quân Cộng sản Việt Nam cao cấp sẽ đến thăm viếng hàng không mẫu hạm Nhật Bản JSG Izumo. Nhân viên phòng vệ hàng hải Nhật Bản đến thăm Học viện Hải quân Cộng sản Việt Nam. Và kính thưa quý vị, chuyến thăm và cuộc tập trận hải quân song phương nêu lên mối liên kết quân sự giữa Nhật Bản và Việt Nam như là một phần của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai bên. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng và sự gia tăng tính quyết đoán trong khu vực. Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Aikoya đến thăm Việt Nam để ký một bản ghi nhớ tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Đội tàu Nhật Bản cũng từng thực hiện một cuộc tập trận hải quân với hàng công mẫu hạm nguyên tử lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ USS Ronald Reagan ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, tuy nhiên lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản không tham gia với Hải quân Hoa Kỳ hoặc các hải quân đồng minh khác trong việc thực hiện tự do hoạt động hàng hải tại vùng biển tranh chấp và thách thức các yêu sách về lãnh thổ của Trung Cộng.